là anh. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh bây giờ đang làm gì? Bây giờ anh giả lái xe. Mời em thắt dây an toàn. An toàn? Ngày xưa mình chia tay nhau cũng vì em thiếu cảm giác an toàn. Bây giờ anh mới cảm giác không an toàn. Bên này là em, bên này là bài học thứ hai, học lùi xe. Không ngờ bây giờ anh lại là người dạy lái xe cho em. Em không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa. Em chỉ cần phân biệt đâu là thắng, đâu là ga được rồi. Em nên thoải mái lên để việc tiếp thu nó dễ. Phải, cuộc đời mà có vui buồn ly hợp đúng không anh? Không, xe tự động, không có ly hợp. Anh nói đúng, em phải buông tay thôi. Không được, em chạy xe em phải cầm vô lăng, không có buông, không có đụng buông tay. Em sẽ tiến về phía trước. Cái này em đang học dê xe, đang lùi, em phải lùi về phía sau. Cái kẹp của ai vậy? Thì chắc của người trước á. Người trước? Anh quen cả bạn em hả? Đạo đức anh đúng là có vấn đề mà. Em mới có vấn đề thì có đó. Rồi em cán dạch rồi kìa. Cán đinh rồi. Em có biết chạy không vậy? Xẻ bánh xe rồi giờ sao còn học nữa? Thì em đang học lái xe mà. Với lại đàn ông có bao giờ bắt phụ nữ phải chạy đâu. Anh xin lỗi, để anh lấy cái lớp dự phòng anh thay. Lớp dự phòng? Anh có lớp dự phòng? Biết đó. Ngay mà. Thì ai cũng biết mà. Cỡ bao nhiêu? 50. 50? 50. Anh thà anh quen bà 50 còn hơn quen tôi hả? Thôi, không có học hành gì nữa hết á. Em có lấy lại tiền học phí không? Không.